Thân chào mọi người nha. Giờ hôm nay á, mình vô bếp mình nấu cái món nó kêu là Nasi International nha. Cái món Nasi nghĩa là Nasi quốc tế, Nasi nghĩa là Tây Âu, Tây Á nha. Nghĩa là cơm chiên Tây Á nha. Thì mình muốn dùng những cái dụng cụ gì để mình làm những cái món món cơm cơm chiên Tây Á này, thì mình trước tiên mình có gà, cái này gà nha, gà xay nha, cắt nhỏ nhỏ ra nha, xong mình ướp mấy gia vị, rồi cà rốt sắp vuông luôn nha, rồi hành cắt cũng vuông luôn. Đó, khoai tây cắt cũng vuông luôn. Khoai tây nha, cắt vuông luôn. Rồi đến đậu Hà Lan và hành. Và cái món này là chi. Việt Nam là kêu là phô mai á, ok. Dùng một đĩa cơm, mình là mới nấu xong để mình để cho tơi ra cho nó nguội nha. Đĩa cơm. Thì trước khi á mình muốn chiên cái món món này á, món cơm cơm chiên Tây Âu Tây Tây Á, thì á mình phải, tôi đang bật bếp chiên con cái này trước, chiên thịt trước, chiên thịt xong tôi mới chiên cái khoai tây này, chiên thịt nha. Đó, thịt tôi sẽ chiên lên. Ok, mới khoai tây chiên lên rồi tôi mới bắt đầu mới mới mới, mới xào. Các anh chị em đợi chút xíu nha, giờ bắt đầu á cái để mình coi cái dầu nó sôi chưa. Dầu sôi á thì tí mình sẽ mình bỏ vào cái này mình chiên nè. Đó, ok, trước lúc mình xào á mình sẽ hướng dẫn cho xào làm sao nha. Rồi, coi dầu nóng chưa? Để mình coi cái dầu nóng chưa nha. Ok, giờ dầu nóng rồi, giờ mình chiên thịt trước. Ok, giờ bỏ thịt vào đây mình chiên. Mình chiên thịt trước rồi bà con. Bà con đợi chút xíu, đợi mấy phút đi, tại vì mình phải chiên thịt nha. Đó, bây giờ đây mình đã chiên xong cái gà này nè, thấy không? Giờ mình chuẩn bị mình chiên cơm nha. Mình sẽ chuẩn bị chiên cơm nè. Đó, những cái món mà đó mình sẽ chiên cơm á, thì mình sẽ như thế nào mình sẽ cho cái gì trước và sau nha bà con. Giờ bắt đầu á, mặc cái áo làm bếp vào cái hãng. Rồi, bật bếp nha. Cái chảo nó thật là nóng, bắt đầu mới đổ dầu vào nha bà con. Nhà mình ăn á thì mình xài cái này nha, còn mình chiên bán á, mình làm cơm hay cái này, cái bình này là bình xào này nọ nha, giống như bơ vậy, dầu nhưng mà nó giống như bơ vậy nha. Mình ăn á, mình cơm tại cái này mình làm cho nhà ăn chứ không phải mình bán cái này là không được, tại vì nó nhiều công công vị nhiều công lắm đó. Bắt đầu
Thì trước tiên á là mày cho cà rốt vào trước nha. Cà rốt cho trước. Ok. Rồi, này còn để ngày mai. Rồi, cho chút khoai tây vào luôn. Rồi, này để ngày mai. Rồi mình là xào cho cái chín. Tí á, mình cho cái màu nó lên đó là mình cho cái ketchup này à. Ketchup này nha. Đó. Ketchup này. Rồi gia vị á làm cho hạt nêm. Hạt nêm này. Đó. Hạt nêm nha. Ok. Trước kia trước mình bắt buộc phải xào cái này chưa cho chín, tại cái này lâu chín. Cái khoai tây mới lại cà rốt nó lâu chín lắm. Cái gà này á, là lúc mình chiên đều hết rồi bắt đầu mình cho cuối cùng. Tại vì cái này đã chín rồi. Mới lại cái chi này, mấy cái cast chi này cast. Đó. Bởi vậy mình, người ta kêu là cái món này là món Á Âu. Tây Á chứ, Tây là Tây, người Tây, còn Á là người về châu Á, Tây Á. Yeah. Mình hai cái món, hai cái mình làm cái mà mình chế là cái đó là gọi là mình kết hợp với nhau không? Nghĩa là vừa Á Châu vừa Tây Âu thì nó sẽ ngon nha, rất là ngon bảo đảm luôn. Trăm phần trăm là ngon, không có lộn xộn. Phải sao này mình phải canh cái hai miếng thịt nữa này. Đó. Đợi nó chín nha bà con. Mình làm mình chiên này để cho tối ăn này. Mình tối gia đình mình ăn thôi. Giờ bắt đầu á mình cho đậu vô. Mà quên nó còn hai chai trứng nha bà con. Đẩy hai trái trứng đây nha. Hai trứng tắm nha. Đánh nó lên. Cho chút cò no vào, cho đánh lên cho nó có vị. Đó, một muỗng cò no nha.
đánh lên nha, này đánh lên, thứ chứng lên. Ok. Rồi bắt đầu giờ mình đổ vào nè. Thì trứng nó sẽ phồng lên. Bắt đầu cho hành vào nha. Ewan nha. Ta vào. Rồi, một nắm hành hành này nữa. Nha. Cho mình xài cỏ no nha, lấy cỏ no cho vào trước chút xíu là mình cho thêm, giờ mình cho để nó ngấm vào gia vị thôi, ngấm vào thực phẩm. 2 muỗng rưỡi, 2 muỗng cà phê á. Rồi, mình mở cái chai ketchup này ra mình cho vào nha. Cho vào. Cơm vào mình chiên nữa, nó lên màu đẹp. Giờ bắt đầu mình cho cơm vào nha, cho cơm ngắn tơi ra nha. Đó mình cho mình tại vì mình nó ăn với lại cái màu. Thế là tối hôm nay nhà thì mình ăn cơm chiên, lâu quá rồi không ăn cơm chiên. Thì hôm nay làm tiền thể mình làm cơm chiên ăn luôn. Ngày mai trước sau mình cũng làm cho khách. Nhưng nhà cho khách thì mình không có cho, mình không có ra xài nhiều công công làm nhiều công như vậy đâu nha. Tại vì á làm cho khách á mình đâu không làm, mình làm cho cái khác mà vẫn là ngon tuyệt vời luôn, nhưng mà nó không nhiều công cụ như vậy. Thế là mình làm nhà ăn thôi, làm cho khách mình bán. Mình bán có 8 đồng một ấy thì á mình không bao giờ có lời được. Đó nè, thấy không? Đó, thấy không? Cơm lên. Nó ra màu này, thấy không? Ok, giờ mình cho thêm gia vị một chút nữa, cho thêm
hai muỗng nữa. Rồi, làm nghĩ nó vừa ăn rồi. Ok. Nhớ công đoạn thì giờ cho thịt vào nha. Cái chi á là cho cuối cùng. Cho thịt vào nha. Cho thịt vào đều lên. Rồi bắt đầu á, thịt xong rồi, tại thịt nó chín rồi, giờ mình cho chi vào nha. Cho chi vào giải đều lên. Rồi. Giờ cái chảo cơm nó hoàn thành nha. Chảo cơm chiên hoàn thành này nha. Đó. Thế là cái này là vừa á vừa tây nha. Giờ bắt đầu á thì anh chị em á, mà cái này là làm ở nhà ăn thôi nha. Tại vì nhiều công lắm nha. Quá ngon luôn. Quá ngon, tuyệt vời. Bảo đảm ngon tuyệt vời luôn. Có cái gà coi. Gà chưa chín kỹ rồi. Ok. Giờ xong rồi nha, mình bye bye, hẹn gặp lại nha. Ok. Tí xíu nữa cái món mình sắp lên cái đĩa rồi, bắt đầu mình sẽ cho thấy nó là sao. Ok. Rồi. Cảm ơn anh chị em đã coi nha. Bye bye. Ok, đây là cái món lúc nãy mình chiên á. Ok, giờ á. Thấy không? Cái một đĩa cơm chiên với gà. Nè. Thấy không? Là cái cơm này là vừa Á Châu vừa Tây Âu nha. Kết hợp với nhau nha. Đó. Một cái đùi gà chiên. Ok. Đó. Rất là hấp dẫn, ăn vào là không bao giờ quên, bảo đảm 100% luôn nhá. Hẹn gặp lại nhá.